sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Mày biết tao là ai không? Đại gia gây ồn ào nhất 2019. Những câu nói ấn tượng, tiền nhiều để làm gì? Mày biết tao là ai không? Anh xin em đừng ngáo giá từ những đại gia đã dậy sóng mạng xã hội năm 2019. Tiền nhiều để làm gì? Ngày 20 tháng 2 năm 2019, trong phiên tòa xét xử ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo không ngừng tranh cãi gay gắt về vấn đề tài sản và trách nhiệm. Quá bực bội và thất vọng, ông chủ Trùng Nguyên đã lớn tiếng thốt lên với vợ: tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này? Câu nói đó nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Hơn 4 năm, cuộc ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kéo dài qua hàng loạt tiến trình tố tụng và tiêu tốn vô vàn giấy mực của báo chí. Bản án sơ thẩm tuyên vào tháng 3 2019 bị kháng cáo của cả hai bên lẫn kháng nghị của Viện Kiểm sát cung cấp. Chiều ngày 5 tháng 12 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên án vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của nguyên đơn bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đồng thời, tòa chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát trước đó. Tòa tuyên xử công nhận thuận tình ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ. Về cấp dưỡng, tòa công nhận sự thuận tình của bà Thảo là nuôi 4 đứa con. Ông Vũ cấp dưỡng 2,5 tỷ đồng mỗi cháu trên năm từ năm 2013 đến khi các con học xong đại học. Về tài sản, tòa tuyên y án sơ thẩm. Bản án sơ thẩm ghi giao cho ông Vũ toàn bộ cổ phần tại các công ty trong tập đoàn Trung Nguyên và các bất động sản. Cụ thể, ông Vũ được sở hữu toàn bộ số cổ phần của ông và bà Thảo trong công ty trực thuộc tập đoàn Trung Nguyên, tương đương với số tiền trị giá là hơn 5.700 tỷ đồng. Tiền bạc như khẩu súng vậy. Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Uy Dũng, ông chủ của Đại Nam cho rằng: khi kinh doanh, tôi đã không nghĩ nhiều đến tiền hay lợi nhuận. Tiền chỉ là phương tiện, nó như khẩu súng vậy. Súng có thể dùng để bảo vệ xóm làng, nhưng cũng có thể dùng để phá làng phá xóm. Quan trọng là mình sử dụng phương tiện như thế nào. Năm 2019, ông Dũng cũng lùm xùm liên quan tới dự án tại Đà Nẵng. Tại một cuộc tọa đàm diễn ra vào tháng 3 2019, ông hứa sẽ dành 10.000 tỷ đồng là để xử lý môi trường trên cả nước, nhưng phần lớn là dành cho Đà Nẵng. Số tiền này dùng để xử lý ô nhiễm môi trường, ông Dũng còn nói đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn để làm dự án chứ không hứa suông. Sau đó, do một số vướng mắc, ông đã quyết định rút lui. Đại gia này buồn bã khi cho rằng chưa có duyên và việc xử lý nước sạch tại hồ Vĩnh Trung, Thạc Gián sẽ dừng lại vì Đà Nẵng cho rằng nước đã sạch. Mày biết tao là ai không? Ông Vũ Anh Cường, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Đất Lành, nhanh chóng nổi tiếng sau câu nói này. Chiều ngày 26 tháng 7, 2019, cơ chuyển chuyến bay VN253 đi từ Hà Nội đến TP.HCM của hãng hàng không Vietnam Airlines quyết định từ chối phục vụ ông Vũ Anh Cường, nam hành khách ngồi hạng thương gia có dấu hiệu say xỉn quấy rối nữ hành khách cùng chuyến bay. Ông Vũ Anh Cường, sau khi sàm sỡ cô hành khách ngồi cạnh bị tiếp viên phi công yêu cầu xuống máy bay, đã bật ra câu: mày biết tao là ai không? Mày tin tao gọi sếp to xử hết chúng mày không? Sau đó trả lời báo chí, ông Vũ Anh Cường khẳng định mình không có ý định sàm sỡ mà chỉ vấp chân nên vô tình chạm vào người cô gái. Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt ông Cường theo khoản 5 điều 26 nghị định 162/2018 của chính phủ. Anh xin em đừng ngáo giá. Chương trình Shark Tank Việt Nam ấn tượng với Shark Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch tập đoàn Nextech. Trước màn gọi vốn của các stop, Shark Bình thốt lên: stop Việt Nam bây giờ bị ngáo giá hay sao ấy? Sau đó, ông còn cho biết sẽ không đầu tư vì các em không phải người của hành tinh này. Những câu nói của Shark Bình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên một số diễn đàn mạng. Trong thương vụ với nhà sáng lập Lê Thị Thùy Linh của ứng dụng Tối Nay Ăn Gì, Shark Bình lần nữa thể hiện sự khó hiểu trước con số 250 tỷ mà nữ CEO này định giá cho doanh nghiệp của mình. Shark Bình nói với CEO Thùy Linh của Tối Nay Ăn Gì là: sau khi nghe em trình bày và nói các ước mơ của em, anh nghĩ anh phải kéo em về lại trái đất một chút. Nói thật, kinh nghiệm của em vẫn còn non và xanh quá, hoàn toàn không thực tế. Chủ tịch của Nextech tin tưởng chỉ có liên hệ các yếu tố quá khứ, hiện tại, tương lai cũng như năng lực của nhà sáng lập thì nhà đầu tư mới đưa ra được công thức định giá đúng. Khách hàng có thể kiện.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Empire Group, thừa nhận việc này là vi phạm hợp đồng mua bán trong các giải pháp Empire Group đưa ra. Công ty cũng đề xuất thanh lý hợp đồng mua bán và nhận lại tiền mua Condotel liên kê khối Baltic. Ông Thành cho biết nếu thanh lý hợp đồng và nhận lại tiền, khách hàng vẫn được đảm bảo quyền lợi hợp pháp, không mất và chưa thiệt hại gì. Đại diện chủ đầu tư nói nếu khách hàng không chấp nhận, có thể kiện. Theo ông Thành, khách hàng mua bất động sản tại Coco Bay chưa thiệt hại gì bởi chủ đầu tư vẫn chi trả lợi nhuận cam kết với con số lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ông Thành khẳng định hiện còn lại một số năm 2019 chưa chi trả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cam kết chi trả đầy đủ cho đến 31 tháng 12 năm 2019. Theo lãnh đạo Empire Group, các phương án được xây dựng đều trên tinh thần cùng khách hàng giải quyết, song đơn vị này cũng chấp nhận việc đưa ra tòa giải quyết. Trước đó, công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô, tập đoàn Empire phát đi thông báo liên quan đến việc thực hiện cam kết lợi nhuận Condotel với khách hàng tại dự án Coco Bay Đà Nẵng. Bảo Anh, Vietnamnet.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.